Xin chào tất cả các bạn, mình là Hạ Long. Mình là học sinh từ trường The American School of Việt Nam. Thật ra tính thời điểm này thì mình đã nhường đăng được 1 năm rồi. Nhưng mình đoán là một số bạn cũng có những trường hợp như mình trước đây, như là răng mọc mất trật tự hoặc bị khô hoặc bị móng. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi các bạn từ A đến Z, những gì các bạn đang phân vân về chuyện trước khi hoặc trong lúc nhường đăng. Và hôm nay là dịp để mình trả lời những câu hỏi này. Tuy nhiên, nếu các bạn thật sự muốn nhường đăng thì hãy tìm bác sĩ để có thể tư vấn riêng. Còn đây chỉ là kinh nghiệm của mình 1 năm đến đây. Ok, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu từng vấn đề này. Câu hỏi đầu tiên, thời gian trung bình nhường răng thường kéo dài trong bao lâu? Thật ra thì tùy từng trường hợp nhường răng. Nhưng thật ra thì theo mình biết thì quá trình nhường răng sẽ có thể mất từ 1 đến 2 năm. Mà cũng chỉ tùy trường hợp riêng thôi. Câu hỏi tiếp theo, quan trọng nhất là nhường răng mất bao nhiêu tiền? Thật ra cái này tùy thuộc vào cái loại mắc cài mà bạn chọn. Mình là mắc cài kim loại nên đây là giá đúng của nó là phải là 35 triệu. Nhưng mình là đối tượng học sinh sinh viên nên là mình được giảm từ 35 triệu xuống còn 28 triệu thôi. Đặc biệt là mình được hỗ trợ trả theo đợt nên là mình đã giảm được cái nỗi lo về chi phí. Câu hỏi tiếp theo là vậy niềng răng thì có phí phát sinh không? Câu trả lời là có một chút nhé. Một số chi phí như là chi phí chụp phim này, hoặc là chi phí nhổ răng thì những trường hợp này các bạn sẽ phải trả thêm tiền. Đặc biệt là chi phí nhổ răng thì có thể sẽ tốn thêm khoảng 200 nghìn nữa. Thêm một vấn đề nữa mà mình nghĩ là các bạn, nhiều bạn rất quan tâm là câu hỏi là nhường răng có đau không? Thì câu trả lời là không nhé. Bởi vì lúc mà mình nhường răng thì bác sĩ đã xịt thuốc tê nên là không có bất cứ cảm giác đau gì. Câu hỏi thứ năm là có phải đi khám định kỳ hàng tháng hay không? Thì tất nhiên là các bạn phải đến gặp bác sĩ hàng tháng rồi. Câu hỏi tiếp theo là nhường răng thì nên ăn kiêng cái gì trong thời gian đầu? Thì câu trả lời mình là lúc ăn kiêng thì các bạn có thể sẽ không thể ăn được, như là ăn những đồ cứng như là xương hoặc là thịt. Vậy là các bạn có thể sẽ phải tuyệt thực những cái món này trong thời gian đầu. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên ăn những món nhẹ nhàng như là ăn cháo, hoặc là trái cây thì ăn trái cây mềm như là thanh long. Chứ các bạn đừng nên ăn những đồ gì thì quá cứng. Vậy cảm giác đau này sẽ phải kéo dài trong bao lâu? Thông thường thì cảm giác khó chịu này sẽ nó last khoảng 1 tuần thôi. Thật ra là mình về sau thì sau tuần đầu thì có thể sẽ thấy rất khó chịu. Nhưng mà sau tuần đó thì các bạn có thể sẽ nói chuyện hoặc là ăn uống trở nên khá bình thường. Câu hỏi tiếp theo là vậy còn nói chuyện thì sao, có bị ngọng không? Thì như Long nói ban đầu thì bất kể gì ban đầu nó cũng sẽ khó khăn hết. Kể cả việc nói chuyện. Ban đầu thì mình nói sẽ có thể hơi khó khăn. Nhưng thật ra sau 1 tuần thì nó sẽ natural hơn, nó tự nhiên hơn. Có nhiều bạn cũng hỏi mình là có bao nhiêu loại nhường răng. Thì thật ra là có 5 loại nhường răng nhé. Đó là nhường răng vô hình Invisalign, mắc cài trong, mắc cài sứ, mắc cài kim loại tự buộc và mắc cài kim loại. Thì mắc cài kim loại là cái loại mình đang dùng bây giờ. Nó có thể không thẩm mỹ bằng những loại mắc cài như là mắc cài sứ. Nhưng mà giá tiền thì sẽ rẻ hơn nhiều. Nên là tùy thuộc vào túi tiền của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho loại mắc cài riêng của mình. Cũng có nhiều bạn thắc mắc là lúc đeo mắc cài thì có khó khăn gì không? Thật ra là cũng có sẽ gặp vài khó khăn. Theo kinh nghiệm của mình thì mình đã từng bị mắc cài đâm ở phía sâu trong này. Thì cái đó mình phải đến gặp bác sĩ để bác sĩ sửa hoặc là cắt hộ cho mình. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp khác, như là có nhiều bạn sẽ bị mắc cài đâm vào môi nên có thể chảy máu từ môi. Thì làm cách gì để giải quyết cái vấn đề này? Thì mình khuyên các bạn là một là các bạn có thể đến gặp bác sĩ để hỏi bác sĩ có thể sửa giúp các bạn. Hai là nếu mà các bạn có thể chịu được thì thường thường sẽ bị khó khăn khoảng 1 tuần thôi. Về sau thì các bạn sẽ làm quen được với nó và sẽ không còn gặp cái khó khăn này nữa. Vậy trong quá trình nhường răng, nếu đau quá thì phải ăn uống như thế nào? Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên ăn đồ mềm hoặc là uống nước lạnh. Còn nếu mà trong trường hợp các bạn đau quá không chịu được thì các bạn nên mua thuốc giảm đau. Uống sẽ có tác dụng rất tốt. Câu hỏi cuối cùng các bạn hỏi là sau khi nhường răng thì răng mình có đẹp lên hay không? Cái đó là mình phải trả lời nhá, bởi vì nhìn tấm hình này là các bạn đã hiểu rồi. Trước khi là răng mình cực kỳ lộn xộn. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn chưa hoàn toàn
Mình đang xong, nhưng mà bây giờ mình đã thấy răng mình đã phải đẹp hơn rất nhiều rồi. Và mình tin rằng là sau sau khi niềng răng thì nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Nên là mình tin chắc rằng là các bạn sau khi niềng răng cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Clip đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng các bạn là sau khi xem vlog của mình sẽ có động lực để niềng răng. Xin chào tất cả bạn.